liên quan đến căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh sau khi Ngoại trưởng Úc Marine Spain cho biết nước này đã nhận được tin một nhà báo người Úc gốc Trung Quốc làm việc cho đài CGTN đã bị bắt giữ ở Trung Quốc, thì không hề né tránh Trung Quốc xác nhận bắt giữ nhà báo Úc, dọa Canberra đừng can thiệp. Liên quan đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Joe Biden tuyên bố nước Mỹ đã sẵn sàng để cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc. Đáp lại, đặc phái viên Trung Quốc nói Mỹ tạo ra sự bất ổn toàn cầu. Do bị cáo buộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi tẩy chay Olympics Bắc Kinh. Đáp lại, Trung Quốc tiếp tục dọa, nước nào tẩy chay, nước đó sẽ bị trừng phạt. Các thông tin về chính biến ở Myanmar, cảnh sát nước này phun vòi rồng giải tán biểu tình. Không những thế, truyền hình quân đội Myanmar còn phát cảnh báo sẽ hành động với những người biểu tình. Các thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Israel hầu tòa với cáo buộc tham nhũng. Thái Lan chuẩn bị cho tiến trình phê chuẩn Hiệp định RCEP. Đây là FBNC Thế giới hôm nay. Tôi xin mời quý vị bắt đầu theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày thứ Hai 8 tháng 2, trong một cuộc họp thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã chính thức xác nhận việc bắt giữ nhà báo Úc Trần Lây của CGTN vào ngày 5 tháng 2. Ông Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo rằng chính quyền Bắc Kinh vẫn đảm bảo quyền hợp pháp của bà Trần và yêu cầu Úc không can thiệp vào. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, cơ quan tư pháp Trung Quốc sau khi xem xét theo pháp luật tin rằng công dân Úc Trần Lây bị tình nghi cung cấp trái phép bí mật nhà nước ra nước ngoài theo luật tố tụng hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việc bắt giữ nghi phạm Trần Lây sẽ được phê duyệt vào ngày 5 tháng 2. Quá trình tiếp tục xử lý vụ việc hiện tại đang được tiến hành. Trong giai đoạn này, chúng tôi vẫn bảo vệ đầy đủ các quyền của bà Trần Lây. Nhà báo Trần Lây sinh ra ở Trung Quốc nhưng cùng cha mẹ chuyển đến Úc từ nhỏ và theo học đại học ở Queensland. Bà có hai người con, 9 và 11 tuổi, cả hai đã đến ở nhà ông bà trong thời gian bà bị giam giữ. Liên quan đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, theo CNBC, mới đây Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền của ông đã sẵn sàng cho một sự cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc. Tuy nhiên, cách tiếp cận của ông sẽ khác so với người tiền nhiệm Donald Trump. Cụ thể, ông Biden nói trong một clip phỏng vấn bởi CBS được công bố vào hôm Chủ nhật là ông sẽ không làm theo cách mà ông Trump đã làm. Mỹ sẽ tập trung vào các quy tắc quốc tế về đường bộ. Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Biden nói ông vẫn chưa nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng vọt dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump. Trong 4 năm qua, ông Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc về nhiều lĩnh vực, bao gồm vi phạm luật sở hữu trí tuệ, các hành vi thương mại không công bằng và gần đây là đại dịch COVID-19 đã giết chết hơn 460.000 người Mỹ. Trong khi đó, theo South China Morning Post, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tại Washington đã cáo buộc Mỹ hạn chế dòng chảy tự do của công nghệ thông tin và tạo ra sự bất ổn trên toàn thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn dài với CNN hôm Chủ nhật, đại sứ Ku Jiankai cho biết Trung Quốc cởi mở với tất cả các công ty Mỹ, bất chấp lệnh cấm của Bắc Kinh đối với các công ty lớn như Facebook và Google, và nói rằng thật không may khi công nghệ và thông tin đã trở thành chính trị hóa giữa hai quốc gia. Cụ thể, ông nói tất cả những công ty này, điều họ muốn là một thị phần lớn ở Trung Quốc. Tôi không nghĩ mục tiêu của họ là chia sẻ công nghệ với Trung Quốc. Họ chỉ muốn kiếm tiền ở thị trường màu mỡ này. Tất nhiên, họ có thể đến và chúng tôi mở cửa cho tất cả các công ty Mỹ. Nhưng có những hạn chế hiện tại và thậm chí là gia tăng do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt đối với tất cả dòng chảy công nghệ và thông tin tự do này. Ông Cui cũng phản đối ý kiến cho rằng ngày càng nhiều quốc gia ngoài Mỹ, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và Australia, ngày càng lo ngại về chính sách đối ngoại quyết đoán hơn của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng Trung Quốc là nước ủng hộ vững chắc các thể chế đa phương, trong khi Washington mới là nguồn gốc thực sự của rắc rối. Ông nói thực tế là bất cứ khi nào bạn tham gia nhiều hơn Mỹ về bất cứ lĩnh vực nào, bạn sẽ có bất ổn lớn ở bất kỳ đâu trên thế giới. Ông Cui nói rằng Trung Quốc là một cường quốc có trách nhiệm và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng toàn cầu, ngay cả khi mối quan hệ giữa chính quyền Bắc Kinh và Washington vẫn chưa có hồi kết. Cũng theo tờ South China Morning Post, tổng biên tập tờ Global Times mới đây đã tuyên bố những nước tẩy chay Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ phải đối mặt với biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. Lời đe dọa này xảy ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông xuất phát từ cáo buộc Trung Quốc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Global Times viết trên Twitter ngày 7 tháng 2 rằng tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022, một ý tưởng tệ hại, sẽ không nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC và các vận động viên đều sẽ phản đối và Trung Quốc sẽ trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ quốc gia nào thực hiện theo lời kêu gọi như vậy. Bài đăng của ông Hồ Tích Tiến đi kèm ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ Guardian của Anh có tiêu đề Nghị sĩ kêu gọi vận động viên Olympic Anh tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông. Sự kiện bắt đầu một năm đếm ngược hôm 4 tháng 2. Một số nghị sĩ Canada tuần trước ký thư ngỏ kêu gọi tẩy chay sự kiện và yêu cầu dời Thế vận hội khỏi thủ đô Trung Quốc. Liên minh 180 nhóm nhân quyền cũng kêu gọi tẩy chay Olympic mùa đông 2022 trước thời điểm đếm ngược một năm trong thư ngỏ được công bố hôm 3 tháng 2. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ bức thư. Những lời kêu gọi tẩy chay đều xuất phát từ cáo buộc Trung Quốc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ tuần trước đưa ra nghị quyết thay đổi địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 sau khi Washington cáo buộc các hành động của Bắc Kinh ở Tân Cương là diệt chủng. Mỹ cho biết họ không có ý định yêu cầu vận động viên không dự sự kiện. Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ là Thế vận hội mùa đông lớn nhất với 109 huy chương sẽ được trao, bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 năm sau. Đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc đăng cai Thế vận hội mùa đông sau khi tổ chức Thế vận hội mùa hè ở Bắc Kinh năm 2008. Nếu được tổ chức theo kế hoạch, Bắc Kinh sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới đăng cai cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông. Liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, mới đây các nhà lập pháp bảo thủ Tehran chiếm đa số trong Quốc hội đã phản đối việc đàm phán lại với Mỹ về chương trình tên lửa và các vấn đề tương tự, đồng thời bổ sung các điều khoản mới vào thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran cho đến khi Iran ngừng làm giàu uranium, trong khi nhà lãnh đạo Iran Ali Khamenei tuyên bố rằng Mỹ trước tiên phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với đất nước của ông để tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trong thỏa thuận hạt nhân. Iran cũng tuyên bố rằng quá trình làm giàu uranium sẽ không dừng lại trừ khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA kiểm soát các cơ sở hạt nhân cũng sẽ bị hạn chế. Tổng thống Mỹ Joe Biden nên quay trở lại thỏa thuận hạt nhân và cần khắc phục những sai sót của ông Trump. Thứ trưởng Mohammad Pakmer cho biết, ông cũng nói thêm rằng Tổng thống Biden phải xin lỗi người dân Iran vì thỏa thuận này là thỏa thuận quốc tế. Thứ trưởng Mohammad Reza Mertajeddini cũng cho biết Iran sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa của mình và các hoạt động trong khu vực bởi vì không quốc gia nào sẽ đàm phán với các nước khác về vấn đề phòng thủ của mình. Chính quyền của cựu Tổng thống Trump đã khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, đồng thời rút Mỹ ra khỏi kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015 JCPOA, còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, mà năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức đã ký với Iran. Thỏa thuận này chứng kiến Tehran chấp nhận các biện pháp hạn chế và kiểm tra chưa từng có đối với chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy hàng tỷ đô la Mỹ tiền giảm nhẹ trừng phạt. Thưa quý vị, quân đội hai nước Trung Quốc, Pakistan đã cho thấy sự gắn kết thân thiết khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA vào hôm thứ Hai vừa qua đã chuyển cho quân đội Pakistan các liều vaccine chống COVID-19. Đây cũng là lần đầu tiên PLA Trung Quốc chuyển vaccine cho quân đội nước ngoài. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã cho biết về việc chuyển giao vaccine cho quân đội Pakistan, nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể. Lô hàng này của quân đội tách biệt với món quà 500.000 liều vaccine của hãng Sinopharm mà chính phủ Trung Quốc tặng cho Pakistan nhằm giúp quốc gia Nam Á bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà. Thủ tướng Pakistan Imran Khan vừa triển khai chiến dịch vaccine hôm nay, ngày 9 tháng 2, khi đất nước đang vật lộn với làn sóng dịch thứ hai. Hiện Pakistan có hơn 554.000 người nhiễm bệnh và gần 12.000 người tử vong. Ngoài Pakistan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ viện trợ vaccine cho 13 quốc gia đang phát triển gồm Brunei, Nepal, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Mông Cổ và Palestine. Pakistan với Trung Quốc vốn là đồng minh thân thiết. Gần đây, thời báo Hàn Cầu cho biết hải quân Pakistan sẽ hoan nghênh tàu sân bay Trung Quốc đến tuần hành hoặc có thể cùng tập trận với Pakistan. Liên quan đến việc Nam Phi tạm ngừng triển khai vaccine của hãng AstraZeneca vì hiệu quả kém trước biến thể B.1.351, giới chức một số nước đã lên tiếng trấn an người dân. Trong đó, Bộ Y tế Anh khẳng định quyết định của Nam Phi chỉ mang tính tạm thời và vaccine AstraZeneca vẫn có thể giúp làm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 gây ra. Vì vậy, công chúng không nên quá lo ngại. Gần đây, nghiên cứu sơ bộ của Đại học Witwatersrand Nam Phi và Đại học Oxford Anh cho biết vaccine AstraZeneca có hiệu quả bảo vệ tối thiểu đối với những ca nhiễm triệu chứng nhẹ trong số những bệnh nhân trẻ tuổi mắc biến thể B.1.351 từ Nam Phi. Nghiên cứu nói trên lập tức gây lo ngại trên toàn cầu.
Tuy nhiên, Quốc vụ Khanh Bộ Y tế Anh, ông Edward Agar, bày tỏ rằng sau khi đọc nghiên cứu, ông nhận thấy không có bằng chứng nói vaccine AstraZeneca không thể ngăn ngừa các ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Ông Agar khuyên mọi người không nên quá lo ngại mà hãy bình tĩnh tiếp nhận các thông tin chính thức từ cơ quan y tế Anh. Ông Agar cho biết thêm, hiện giờ Anh chỉ ghi nhận 147 người mắc biến thể Nam Phi, do đó đây không phải là chủng virus chiếm ưu thế. Vương quốc Anh hiện có hơn 110.000 người tử vong vì COVID-19, cao thứ 5 toàn cầu. Nước này đã tiêm chủng liều đầu tiên cho hơn 12 triệu người, tốc độ nhanh hàng đầu thế giới. Thưa quý vị, trước làn sóng biểu tình dữ dội tại thủ đô Naypyidaw để phản đối đảo chính quân sự, cảnh sát Myanmar đã phải dùng vòi rồng giải tán đám đông. Đây là lần đầu tiên cảnh sát dùng vòi rồng dẹp biểu tình từ khi phong trào phản đối đảo chính bắt đầu vào 3 ngày trước. Video trên mạng xã hội cho thấy hai người gục ngã sau khi bị phun nước vào người. Cuộc biểu tình vẫn tiếp tục sau khi cảnh sát sử dụng vòi rồng trong 30 phút, từ 10 giờ đến 10 giờ 30, theo các nhà báo địa phương. Hàng nghìn người dân đã xuống đường phản đối khắp Myanmar. Y bác sĩ đình công, giáo viên và học sinh, sinh viên nghỉ học, yêu cầu trả tự do cho cố vấn nhà nước ông San Suu Kyi và loạt quan chức chính phủ bị quân đội bắt giữ hôm 1 tháng 2. Các cuộc biểu tình cuối tuần qua phần lớn diễn ra trong hòa bình, nhưng truyền thông địa phương đưa tin tại thành phố Miawadi, cảnh sát đã bắn chỉ thiên, giải tán một nhóm biểu tình. Myanmar trong suốt tuần qua gần như rơi vào cảnh hỗn loạn khi biểu tình xảy ra khắp cả nước. Internet bị gián đoạn, quân đội tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm nhằm giải quyết cáo buộc gian lận trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm ngoái. Khi đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo. Trong bối cảnh hàng loạt các cuộc biểu tình trong và ngoài nước liên tiếp diễn ra, mới đây đài truyền hình nhà nước ở Myanmar do quân đội kiểm soát đã phát cảnh báo không chấp nhận hành động sai trái và có thể dùng luật pháp để xử lý. Cụ thể, đài truyền hình MRTV do quân đội Myanmar bình luận, chúng ta, những người coi trọng công lý, tự do, bình đẳng, hòa bình và an toàn, không chỉ không chấp nhận những kẻ vô pháp mà còn yêu cầu những người đó phải bị ngăn chặn và loại bỏ thông qua hợp tác. Phát thanh viên của MRTV cũng nhấn mạnh các hành động phải được thực hiện dựa trên pháp luật để chống lại các hành vi phạm tội, ngăn cản và phá hoại sự ổn định của đất nước, sự an toàn của cộng đồng và chế độ pháp quyền. Đây là bình luận đầu tiên của đài truyền hình nhà nước Myanmar cho thấy tín hiệu quân đội nước này có thể dùng hành động pháp lý với người biểu tình. Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối đảo chính lan rộng ở Myanmar. Quân đội Myanmar bắt hàng loạt quan chức cấp cao dân sự hôm 1 tháng 2 và giành quyền kiểm soát chính quyền sau 10 năm, trao lại quyền lực cho một chính quyền bán dân sự. Họ nói rằng hành động này nhằm phản ứng lại việc chính quyền dân sự không giải quyết thỏa đáng cáo buộc gian lận bầu cử nhằm vào đảng cầm quyền của bà Suu Kyi. Quân đội tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc bầu cử khác và trao lại quyền cho đảng nào chiến thắng. Tuy nhiên, họ chưa ấn định thời gian cho một cuộc bầu cử như vậy. Mới đây, trong một chương trình phát thanh Westwood One Sport, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết bất kỳ quyết định nào về việc tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đều phải dựa trên cơ sở khoa học. Thế vận hội sẽ bắt đầu sau chưa đầy 6 tháng và chính phủ Nhật Bản cũng như Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cam kết sẽ tổ chức theo đúng kế hoạch, mặc dù trong những điều kiện nghiêm ngặt, có thể bao gồm cả việc tổ chức mà không có khán giả. Ông Biden nhấn mạnh quyết tâm đăng cai Olympic Tokyo 2020 của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, nhưng không chắc là có thể tham gia được hay không. Cụ thể, ông nói, tôi hy vọng chúng tôi có thể tranh tài. Tôi thực sự hy vọng điều đó có thể xảy ra, nhưng vẫn còn phải xem xét lại. Ông Biden cũng đề cập đến chủ đề về sự đa dạng thể thao vào thời điểm mà các đội bóng của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia NFL phải đối mặt với các cáo buộc phân biệt chủng tộc có hệ thống vì họ đã không thăng chức các huấn luyện viên nhóm thiểu số lên các vai trò cao hơn. Trước đó, ông Haruyuki Takahashi, thành viên ban điều hành ban tổ chức Olympic của Nhật Bản cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối phó với một tình huống khó khăn vì đại dịch COVID-19. Nhưng nếu ông ấy đưa ra những tuyên bố tích cực về việc Olympic sắp diễn ra, chúng tôi sẽ có được động lực mạnh mẽ. Vào ngày 8 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Israel đã có mặt tại Tòa án Jerusalem trong phiên điều trần cáo buộc tham nhũng. Phiên tòa diễn ra 6 tuần trước ngày Quốc hội Israel bỏ phiếu quyết định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có tái đắc cử hay không. Ông Netanyahu tiếp tục phủ nhận cáo buộc tham nhũng. Thủ tướng Israel nói khi đứng trước hội đồng gồm 3 thẩm phán rằng tôi xác nhận câu trả lời bằng văn bản ghi tên mình. Ông Netanyahu nhắc tới tài liệu mà luật sư đã cung cấp cho tòa án vào tháng trước, trong đó lập luận ông không phạm tội nhận hối lộ, không vi phạm ủy thác và gian lận. Ông bị truy tố vào năm 2019 trong một vụ án kéo dài liên quan tới quà tặng của những người bạn triệu phú. Ông cũng bị cáo buộc đã ưu ái truyền thông với điều kiện họ viết những bài tích cực về mình. Phiên tòa gần nhất diễn ra vào hồi tháng 5 vừa qua, sau đó bị trì hoãn vì COVID-19.
Thủ tướng Israel gọi việc truy tố mình là một cuộc săn phù thủy chính trị. Theo Reuters, trong tháng 2 này, giới chức Philippines và Mỹ sẽ gặp nhau để giải quyết các bất đồng liên quan đến thỏa thuận các lực lượng thăm viếng VFA tồn tại từ hai thập kỷ này. Trước đó, tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thông báo với phía Mỹ về việc sẽ hủy bỏ VFA, nhưng sau đó đã đình chỉ quyết định này. Đến tháng 11 năm 2020, Philippines lần thứ hai đình chỉ quyết định hủy và quyết định lần này có hiệu lực trong vòng 6 tháng để phối hợp với Mỹ nhằm đạt một thỏa thuận phòng thủ chung dài hạn hơn. Phát biểu trên ANC ngày 7 tháng 2, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Loxin cho biết việc ngừng đình chỉ VFA là để hai bên thu hẹp các bất đồng. Ông cho biết thêm rằng giới chức hai nước sẽ gặp nhau vào tuần cuối tháng 2. Tổng thống Duterte đã cảnh báo Washington về khả năng Manila hủy VFA do không hài lòng về một thượng nghị sĩ và một trợ lý bị từ chối thị thực vào Mỹ. Tuy nhiên, ông đã kéo dài tiến trình đưa ra quyết định này cho đến sau khi chính quyền mới ở Mỹ nhậm chức, được ký năm 1998. VFA được coi là khuôn khổ pháp lý cho hàng nghìn binh sĩ Mỹ đồn trú tại Philippines và cho phép hai nước tiến hành hàng trăm cuộc tập trận chung thường niên, cũng như triển khai các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo. Còn tại châu Á, mới đây Bộ Thương mại Thái Lan cho biết là sẽ đề xuất với Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, một thỏa thuận thương mại tự do được 15 quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương ký kết vào tháng 11-2020. RCEP sẽ có hiệu lực thi hành nếu một nửa số quốc gia thành viên RCEP, ít nhất là 6 nước ASEAN và 4 quốc gia không phải ASEAN, phê chuẩn hiệp ước. Thứ trưởng Bộ Thương mại Sansol Samalapa cho biết Bộ Thương mại hy vọng RCEP sẽ được Quốc hội Thái Lan thông qua. Sau khi Quốc hội phê chuẩn RCEP, Thái Lan sẽ chuyển sang cải thiện luật pháp trong nước để phù hợp với hiệp định. Truyền thông sở tại ngày 8 tháng 2 dẫn lời ông Sansol nhận xét hiệp định RCEP dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay và sẽ hỗ trợ thương mại và đầu tư mở, toàn diện và có quy định. Hiệp định sẽ tăng cường và duy trì kết nối với sản xuất của khu vực và chuỗi cung ứng. Theo vụ trưởng vụ đàm phán thương mại Auramon Subtawithum, Thái Lan cần sửa đổi nhiều luật và quy định trong nước để tuân thủ hiệp ước, đặc biệt là những quy định về bản quyền, hải quan và các quy định liên quan đến quy tắc xuất xứ. Bà Auramon cho rằng RCEP sẽ giúp Thái Lan nâng cấp khu vực công nghiệp trong nước, bao gồm thực phẩm và công nghiệp, thiết bị điện, nhựa, phụ tùng ô tô, hàng may mặc và xe máy. Hiệp định RCEP có 20 chương, bao gồm các điều khoản về thương mại hàng hóa, các quy tắc xuất xứ, các thủ tục hải quan, những biện pháp vệ sinh, thương mại điện tử, kinh doanh nhỏ, mua sắm chính phủ và giải quyết các tranh chấp. Vào năm 2019, dân số của các nước ký kết RCEP là gần 3,6 tỷ người, tương đương hơn 48% tổng dân số thế giới. Tổng GDP của các thành viên RCEP trị giá hơn 28.500 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 33% tổng sản phẩm quốc nội GDP của thế giới. Thương mại giữa các thành viên đạt 11.200 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 29% thương mại thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết hôm thứ Hai 8 tháng 2, những bình luận phân biệt giới tính của trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 Yoshihiro Mori là không mong muốn. Theo đó, ông Yoshihiro Mori, 83 tuổi, đã gây bão trên mạng xã hội, cả trong và ngoài nước, khi cho rằng phụ nữ nói quá nhiều, trong nhận xét được đưa ra trong cuộc họp với Ủy ban Olympic Nhật Bản JOC vào ngày 3 tháng 2. Ông sau đó đã rút lại bình luận và xin lỗi, nhưng không chịu từ chức. Mặc dù chỉ trích bình luận của ông Mori trong phiên họp Quốc hội Hạ viện, tuy nhiên Thủ tướng Suga nhắc lại rằng ông không có thẩm quyền yêu cầu ông Mori từ chức và nói rằng ông tôn trọng quyết định của Olympic Tokyo 2020 với tư cách là một tổ chức độc lập. Trong khi đó, tại Triều Tiên vào ngày thứ Hai 8 tháng 2 đã đánh dấu lễ kỷ niệm thành lập quân đội của nhà nước để tưởng nhớ các nhà lãnh đạo quá cố của nước này. Trong đoạn video do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cung cấp, người dân Bình Nhưỡng và các sĩ quan quân đội đã được nhìn thấy đang dâng hoa cho người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong Il trên đồi Mansu. Trong đoạn video, đường phố Bình Nhưỡng được trang trí bằng cờ và áp phích của Triều Tiên, đánh dấu kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên KBA rơi vào ngày 8 tháng 2. Quân đội Triều Tiên được thành lập vào ngày 8 tháng 2 năm 1948. Nước này lấy ngày 8 tháng 2 là ngày kỷ niệm thành lập quân đội cho tới năm 1977. Từ năm 1978, Triều Tiên chuyển sang lấy ngày 25 tháng 4 năm 1932, ngày cố chủ tịch Kim Nhật Thành thành lập lực lượng du kích kháng Nhật, làm ngày kỷ niệm thành lập quân đội. Còn tại Pháp, nhiều du khách cũng đã chán nản với lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong nước và đã đổ xô đến quốc gia hàng xóm là Tây Ban Nha. Xứ sở Bò Tót vừa nới lỏng các hạn chế chống dịch, cho phép quán bar, nhà hàng mở cửa đến tận 10 giờ đêm. Tuy nhiên, việc di chuyển ồ ạt giữa biên giới Pháp và Tây Ban Nha cũng gây ra không ít lo ngại trong bối cảnh châu Âu đang vật lộn với làn sóng dịch thứ ba.
Trong khi Pháp đã đóng cửa hoàn toàn các tụ điểm văn hóa và nhà hàng không thể phục vụ tại chỗ sau 6 giờ tối, hàng loạt người trẻ nước này đã tìm về phía Nam, đến với thủ đô Madrid của nước láng giềng Tây Ban Nha. Theo thống kê, trong cả tháng 12 năm 2020, người Pháp chiếm tới hơn 25% trong tổng số 650.000 du khách nước ngoài đến Tây Ban Nha. Chủ yếu họ di chuyển bằng đường hàng không, nhưng cũng có một số người lái xe xuyên qua biên giới giữa Pháp với Tây Ban Nha. Cô Clara Saudi, nữ du khách người Pháp cho biết, nhà hàng vẫn mở cửa mặc dù lệnh giới nghiêm, nhưng chúng tôi vẫn được làm rất nhiều thứ như đi ăn uống và thư giãn ở quán cà phê sân thượng. Mặc dù vẫn bắt buộc mọi người đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập đông đúc tại nơi công cộng, nhưng chính quyền vùng Madrid đã duy trì biện pháp chống dịch nhẹ nhàng nhất ở Tây Ban Nha và có thể là trên toàn châu Âu nói chung. Madrid đã đi ngược với khuyến nghị của chính phủ Tây Ban Nha về đóng cửa các điểm ăn uống và các cửa hàng không thiết yếu. Một số người dân Madrid là tỏ ra ủng hộ quyết định của chính quyền thành phố. Chẳng hạn như ông chủ nhà hàng Santa Ana Square cho biết, nếu không có du khách thì ở đây chẳng có ai cả, chúng tôi sẽ phá sản. Trong khi đó, cả Tây Ban Nha lẫn Pháp đều hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ ba. Tây Ban Nha có gần 3 triệu ca nhiễm với 61.300 người tử vong, còn Pháp ghi nhận tới 3,3 triệu ca nhiễm với 78.600 người tử vong. Một thông tin về văn hóa nghệ thuật. Thưa quý vị, tại Pháp, các địa điểm văn hóa của nước này đã bị đóng cửa từ nhiều tháng nay do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, những điều đó không ngăn cản được bà Colette Mays, một nghệ sĩ piano lớn tuổi, thu âm album thứ 6 và dự kiến sẽ phát hành vào tháng 4. Khi nhìn bàn tay bà thoăn thoắt trên những phím đàn, thả cơ thể nhẹ nhàng theo điệu nhạc du dương, không ai nghĩ người phụ nữ này năm nay đã tròn 106 tuổi. Trên tầng 14 của tòa nhà 15 gần tháp Eiffel ở Paris, bà Colette Mays, sinh năm 1914, nhìn lên những đám mây để tìm cảm hứng cho âm nhạc. Đối với bà, điều đó quan trọng hơn cả việc ăn uống. Bà Mays, người đã chơi piano từ năm 4 tuổi, được lớn lên trong một gia đình tư sản. Cha bà quản lý một nhà máy phân bón, trong khi người mẹ của bà ở nhà nội trợ và có cách dạy con khá nghiêm khắc. Cảm hứng của tôi trước hết là từ sự dịu dàng, thứ mà tôi không hề cảm nhận được khi ở nhà, và tôi đã tìm thấy điều này trong các tác phẩm của nhà soạn nhạc Robert Schumann và của Frédéric Chopin. Nhưng Schumann thậm chí còn dịu dàng hơn. Schumann và vợ của ông hát cùng nhau, thật đáng yêu khi nghe họ hát cùng nhau. Được cha mẹ cho tự học ở nhà trong vài năm, bà Mays được nhận vào trường âm nhạc ở Paris khi gia đình chuyển đến sống ở thủ đô của Pháp. Sau đó, bà trở thành một người chơi piano hỗ trợ tại một số trường âm nhạc trong thành phố, một nghề mà bà đã duy trì được trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình. Bà Mays bắt đầu thu album âm nhạc vào năm 1998, với bản phát hành đầu tiên vào năm 2001. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế Giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị.